Hôm nay bé chuột ra công viên tập võ nha mọi người. Đó, mình cầm xe đạp ra cho bé chuột luôn. Bé chuột nó học võ giỏi nên mua xe đạp cho bé chuột. Bé chuột bắt đầu tập võ nè. Tập võ xong bé chuột tập chạy xe đạp luôn nè. Coi nè, chạy không thắng kịp luôn. 1, 2, 3, go. Thắng. Rồi, lết bánh luôn. Rồi, tập võ thôi. 1, 2, 1, 2, đau quá. Đau hả? Đau lắm, 1, 2, đau quá, thôi đau vậy đi. 1, 2, 3, 4, móc. Móc, 1, 2, lên đây lên, 2, 1. Rồi, ok. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Tự động từng ra thấy. Giỏi quá, sẽ là giỏi. 1, 2, 1, 2, móc. Móc, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Rồi, giọng móc. Sao? Đúng rồi. Móc, phải vậy luôn. Móc, đúng rồi, giỏi. 1, 2, 3, đúng rồi. 1, 2, 3, đổi tay, sao? 1, 2, 3, từ tập không đó, đang quay, phải chạy đi. 1, đổi tay. 1, 2, lại nhanh. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rồi, đứng chân người đến sau, đá lại nữa nha. Rồi, đúng rồi, đá. Đúng rồi, hai ôm tay lên. Má hả? Vậy chạy vòng vòng. Từ từ tập đó. 1, 2, 3. Rồi, nắm ba đầu đá. Nắm tay. Nắm đá. Rồi. Gì? Ừ, số mấy con coi số mấy? Là mấy nhiêu tuổi? Rồi bây giờ con chạy băng quay nha. Ba chạy với con đó nha. Ừ. Rồi, mặt cốc đi, nhảy cốc đi. 1, 2, 3. Không sao. Lâu vô người bạn. Rồi, không sao. Rồi, nhảy. Nhanh. Rồi. Chút gì lọt, chút gì lọt. Rồi, chạy đi, quay nhanh lên, chạy. 1, chạy với con này nè. Rồi quay lại. Dí ba đi, dí ba. Rồi, nhảy cốc. 1